Hello, xin chào tất cả toàn thể anh em ha. Một lần nữa đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Và hôm nay thì Tuấn Moto cũng gửi lời chào đến tất cả anh em. Và hôm nay Tuấn Moto mới vừa về một con xe anh em, Honda Master 125 nha. Đó, Honda Master 125. Nó xe đẹp anh em, màu đỏ luôn. Xe còn nguyên zin nha, máy móc rất là êm, bình đề rất là nhẹ nổ nha. Xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì. Máy móc là kèn đèn là đầy đủ hết, đó, nổ rất là êm nha. Dòng này chạy rất là nhẹ nha anh em. Đó, con này thì nói chung mới vừa về luôn, cũng tranh thủ quay video giới thiệu cho anh em xem. Đó, anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại 0369 669 659 ha, hoặc ghé là hẳn là địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe trực tiếp nha. Đó, bên em hiện tại là bên em có ship xe toàn quốc luôn, ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em nào ở tỉnh không lên được thì bên em có thể ship xe về cho anh em luôn. Đó, anh em nào cần Honda Master 125cc, xe máy zin nha. Máy này là chưa có làm nha anh em, máy còn nguyên zin nha, rất là đẹp. Đồ đạc trên xe là còn theo xe hết cho anh em, tem của nó là còn zin luôn nè. Bình xăng có dán keo phía trên luôn. Đó. Đèn đồng hồ thì nhìn rất là sáng luôn, km rồi chia rất là ok. Nó da nè, rất là đẹp. Vỏ trước vỏ sau nhìn khá là được, ổn định. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha, theo số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng này địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem xe trực tiếp. Đó. Xe này quá là ok anh em. Kiến hậu của nó là còn theo xe luôn. Da yên của nó là còn zin nè, rất là êm. Tư thế ngồi rất là thoải mái nha, 1m50, 1m55 là anh em ngồi anh em đi vô tư nha, không có bị hỏng chân nha. Nè, nè, tư thế ngồi anh em đi xa rất là khỏe luôn, không có bị hỏng chân. Đó, tư thế ngồi rất là ok luôn. Đó, anh em thấy không? Bi đông nó cao quá, bi đông này bi đông zin của nó nha, nó cao quá. Anh em lái này, anh em đi xa nó không có bị mỏi lưng, không có bị khó chịu. Đó, mấy con này mà anh em đi phượt thì rất là ok, rất là lợi xăng. Xăng của nó thì tầm 50 cây số một lít xăng anh em, rất là lợi với dòng này. Đó. Hộp số của nó thì vẫn là 5 số bình thường, nhưng mà cái này là 5 số tới nha. 5 số tới là anh em dặm phía trước hết luôn. Đó. Anh em khi nào bóp số thì anh em dặm phía sau, góc phía sau, hoặc anh em map tùy anh em thôi. Đó, con này khá là hoàn chỉnh, rất là ok. Đó. Anh em nào mua thì việc nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá con này, vì nói chung là giờ cũng gần Tết rồi. Nên thành anh em nào mua thì liên lạc cho em liền ha. Ok, và sau đây em sẽ chạy thử tới tiếng máy cho anh em nghe nha. Đó, anh em nào cũng thấy ưng ý thì cứ việc liên lạc cho em. Em sẽ tắt tiếng máy và chạy thử. Lên là anh em đề máy nha. Anh em bóp bóp côn vô, bóp côn vô dặn phía trước là số 1 nè. Là anh em cứ thả côn ra và lên ga thôi, là nó chạy thôi. Rất là nhẹ nha, rất là nhẹ xe, chạy rất là nhẹ luôn. Mấy dòng này thắng rất là chuẩn nha anh em, thắng rất là chuẩn nha. Đó, thắng cực kỳ chuẩn luôn anh em. Đó, anh em đi à, tư thế ngồi rất là thoải mái luôn. Đó, rất là ok mấy dòng này anh em thấy không? Thắng nè, thắng khá là ăn, phục nhúng cũng rất là êm nữa. Nè nè đó, đi khá là ok luôn. Anh em thấy chạy khá là tuyệt vời. Rất là nhẹ xe nha, rất là nhẹ luôn. Cực kỳ nhẹ. Về số 5 đơn giản. Nó có hiện số hết cho mình luôn. Anh em đi số bao nhiêu thì nó hiện cho mình số bấy nhiêu trên này luôn.
Rồi, và sau đây em sẽ tiến gần lại và giới thiệu sát cho anh em xem. Để anh em nào cần thì cứ việc liên lạc cho em để chốt giá nha. Con này là Honda Master 125 đó. 125cc. Con này hiện tại bên em bán ra với cái giá là 28 triệu, 28 triệu nha. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền. 28 triệu anh em đó. Xe đẹp luôn nha đó. Màu đỏ nữa. Đồ đạc trên xe là còn nguyên zin, không có độ, không có chế nha. Bô nổi tiếng rất là hay luôn. Đó, này thấy không? Khá là đẹp nha. 28 triệu anh em, quá rẻ luôn. Gần Tết rồi đó anh em. Anh em bên Tuấn Mô Tô bán ra với giá rất là hợp lý. Anh em nào xem video thì anh em bấm số 1 giùm em ha, để em biết là anh em đang xem video. Anh em nhớ bấm cho Tuấn Mô Tô một like luôn nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh. Để gần Tết là bên Tuấn Mô Tô có chương trình khuyến mãi tri âm khách hàng, tặng cạc điện thoại Viettel, tặng cạc cho anh em, cạc 20, 3, 50 và cạc 100 đó. Bên em sẽ review trực tiếp và tặng cạc điện thoại cho anh em, nên anh em nhớ đón xem đó. Tổng trị giá là 5 triệu bạc đó. 5 triệu tiền cạc Viettel, tiền cạc Viettel Mobi Vina đó. Để tặng cho anh em đó. Tuấn Mô Tô sẽ review trực tiếp. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi nha. Anh em thấy con này không? Cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp, rất là sáng. Đó, anh em thấy không? Máy móc này, này, giới thiệu sơ một vòng và em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh em xem. Cản dựa là còn theo xe luôn. Đó, nước sơn này. Cái này có dán keo luôn nha, dán keo luôn. Đồng hồ tua máy. Đồng hồ tua máy này, đồng hồ km là còn lên hết nha. Bố số rồi còn lên hết, anh em đi số bao nhiêu nó hiện cho mình số bấy nhiêu luôn. Số 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, số 5 này, anh em ta hết số này, bây giờ đó, đây nó hiện số rất là rõ ràng, km, đồng hồ tua máy là vẫn lên nha, anh em ta khá là ok, km thì anh em chạy mới lên nha, chạy là vẫn còn lên nha, này, đó, càng đèn xi nhan rồi đầy đủ hết, cũng như chức năng khác thôi, nút đề và nút mở đèn, nút đề đây, nút mở đèn đây. Qua bên này cũng vậy, bên này là nút kèn. Nút kèn và nút xi nhan trái, xi nhan phải, nút quốc pha, đó, rất là ok. Đó, kiến hậu con này là còn thuê xe luôn nha, cặp kiến này là còn thuê xe luôn. Nhìn rất là tỏ nha anh em ha, anh em nha, kiến lên nhìn rất là tỏ. Nước sơn này, tem của nó là cũng còn nguyên. Nha, giữa sau này còn tốt anh em. Đó. Vỏ trước vỏ sau là vỏ không rụt nha. Đó, không rụt. Khá là ok anh em. Nên anh em được giá cực kỳ hợp lý luôn, giá chỉ có 28 triệu thôi. Tem này, vin của nó luôn nè. Master 125. Tem sản xuất vẫn còn nguyên, rất là đẹp. Đó, nên em thấy con này khá là ok. Hộp số của nó thì 5 số, số 1 anh em dặn phía trước, 2, 3, 4, 5 anh em dặn phía trước luôn nha. Khi nào về số thì anh em dặn phía sau về số đơn giản. Máy này, máy ring nha, máy ring nha anh em. Đó. Máy chưa có làm gì hết nha. Đó, anh em để ý ha. Ừ. Bình xăng ring của nó nè, đó, rất là lợi xăng. Xăng này anh em chạy tầm 50 cây số một lít xăng, rất là lợi luôn nha. Cực kỳ lợi luôn. Đây là đầu lồng hơi. Hơi của nó. Ống sắt băng bên kia. Tem nè. Tem của nhà sản xuất nè, nước tem ring luôn. Ring luôn nha. Đó. Cản chống đổ đồ thề xe hết. Đồng hồ đèn nhìn rất là sáng này. Xi nhan. Logo Honda này.
Hiện tại là bên em có ship size đi các tỉnh luôn nha. Anh em là ở tỉnh anh em không lên được thì anh em cứ xem video kỹ ha. Anh em cần thì alo cho em, bên em sẽ ship size cho anh em luôn. Đó, bên em sẽ ship size đi các tỉnh luôn. Đó. Anh em là ở tỉnh á, anh em đi không lên không được thì bên em có thể ship size về cho anh em luôn nha. Đó. Anh em cứ xem video kỹ. Anh em nào thích thì cứ việc liên lạc cho em. Đời này có vô đạp luôn anh em. Dòng này có vô đạp luôn. Có vô đạp luôn. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Bô nổ rất là hay nha, nổ rất là hay. Em quay rất là kỹ anh em. Em quay cái xe rất là kỹ nha. Đó, anh em cho anh em để ý ha. Để anh em xem. Xe anh em xem video sau là bên em gửi xe về cho anh em y chang vậy luôn nha. Y chang luôn. Đó, anh em để ý ha. Cản giữa như là theo xe của nó luôn. Nhông xin đĩa mới luôn nè. Bên mâm có dán viền đỏ luôn, nhìn rất là đẹp. Hai mắt mèo hai bên là còn luôn, còn tay xe luôn. Rất là đẹp. Anh em xem video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, bấm like nha để theo dõi video sau. Anh em xem nào và không rồi thì anh em bấm số 1 giùm em để em biết là anh em đang theo dõi video nha. Địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe bên em bán ra là xe ring nhé. Xe ring anh em, không có độ, không có chế nha. Đó, bên em bán ra là xe ring hết, không có độ, không có chế. Đó, tuyệt đối là ring, rất là đẹp. Đó, xe anh em mua về này chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì. Đó, đồ đạc trên xe là rất là đẹp. Đó, bên em là chuyên bán các dòng xe ring. Đó, tuyệt đối là không có độ, không có chế, nên em yên tâm. Bên Tuấn Mô Tô bán xe rất là uy tín. Đó, rất là nhiều anh em biết đến. Kiến hậu rồi còn theo xe hết luôn, đầy đủ hết. Đèn tối đi rất là sáng. Giá là 28 triệu nha, 28 triệu. Quá rẻ luôn anh em. Xe đẹp nữa, ring nữa. Bánh mâm nhìn rất là đẹp luôn, thắng rất là chuẩn. Em quay hầu như là không sót chỗ nào á anh em. Nên anh em nào có thiện chí mua thì cứ xem video kỹ nha, rồi liên lạc cho em.
quay không sót một cái ngõ ngách nào luôn. Em soi từng chi tiết em quay vậy đó. Rất là sáng nha. Tốt pha này. Xi nhan nè. Đầy đủ hết nha anh em. Máy móc cực kỳ VIP luôn. Đề rất là nhẹ nổ. Bấm nhẹ là nổ nè. Má này, cô má nè. Gàn tay nổ khá là nhuyễn luôn. Nhìn đồng hồ tô má anh em. Gàn tay nổ rất là nhuyễn. Nó còn đang nổ máy luôn nha. Còn đang nổ máy luôn. Rồi, em xin ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau nha.